Số người chết trong vụ vỡ đập chặn nước thải hầm mỏ ở Brumadinho, thuộc bang Minas Gerais, đông nam Brazil, lên đến 99 người hôm thứ tư, 30 tháng Giêng. 259 người vẫn còn mất tích. Con đập bị vỡ hôm thứ sáu tuần trước khiến chất thải từ quảng sắt và bùn đất tràn xuống đồi, phá hủy mọi thứ, trong đó có nhiều nhà dân, ít nhất hai khách sạn nhỏ và khu văn phòng của công ty khai khoáng Vale, chủ nhân của khu khai thác mỏ nơi con đập bị vỡ. Đến nay, lính cứu hỏa vẫn cố gắng tìm kiếm người sống sót cũng như thi thể các nạn nhân. Hôm nay chúng tôi đào được hai thi thể. Cái khó nhất là tìm được những thi thể này vì họ bị bùng vùi lấp cùng màu nên rất khó nhận diện. Chúng tôi phải hết sức tập trung. Ngoài lính cứu hỏa, các đội y tế và chuyên gia hóa chất cũng đang có mặt ở hiện trường. Con đập này chứa rất nhiều chất thải hóa học. Sau khi đập vỡ, người ta đang lo môi trường bị ô nhiễm hóa chất. Đến lúc này, dòng chất thải đã chảy gần 100 km xuống sông Parao Peba. Hôm thứ Tư, công ty Valley bắt đầu lắp đặt thiết bị dưới con sông này để ngăn chất thải tràn sang con sông Sao Francisco. Công ty Valley loan báo sẽ dọn dẹp 10 con đập chặn chất thải khác giống như con đập bị vỡ. Họ cũng hứa sẽ bồi thường 100.000 real, tức khoảng 27.000 đô la cho gia đình mỗi nạn nhân.